Chiều ngày 22 tháng 5 năm 2022, giáo sư tiến sĩ Satchidanath Joshi, tổng giám đốc của Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia Indira Gandhi, New Delhi, thuộc Bộ Văn hóa Ấn Độ đã đến đảnh lễ Vấn an sức khỏe Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Minh Đạo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi thăm, giáo sư tiến sĩ Sachidanand Joshi bày tỏ sự vui mừng khi được đến đảnh lễ và vấn an sức khỏe Đức Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời gửi lời kính chúc Đức Hòa thượng luôn được thân khỏe, tâm an, thành tựu mọi công tác Phật sự, tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển. Nhân chuyến thăm, giáo sư tiến sĩ Sachidanath Yoshi cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ của trưởng lão hòa thượng chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng như giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc ký kết hợp tác giữa Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia Indira Gandhi với Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Thông qua đó có thể thuận tiện trao đổi các nguồn tài liệu, nghiên cứu giữa các bên nhằm mục đích cùng phát triển về tôn giáo, văn hóa và giáo dục. Đáp lời, trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhân đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Ngài Giáo sư Tiến sĩ Sachidanath Yoshi đã dành thời gian đến thăm Chùa Minh Đạo. Trưởng lão Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng giới thiệu sơ lược về Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các trung tâm nghiên cứu kinh điển của Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hy vọng với sự hợp tác lần này giữa Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia Indira Gandhi và Học viện Phật giáo Việt Nam Mối quan hệ mật thiết giữa hai bên sẽ thêm bền vững và phát triển, đồng thời mong muốn Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia Indira Gandhi sẽ tạo điều kiện giúp đỡ cho Tăng Ni, du học sinh của Việt Nam tại Ấn Độ. Hòa thượng cầu Phật gia hộ cho giáo sư tiến sĩ Satchidanath Yoshi có thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp thuận duyên, thành tựu trong công việc.